Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đuổi bắt hai tên cướp giật, phát hiện hai thanh niên giật điện thoại của người đi đường. Cán bộ đội cảnh sát giao thông bàn cờ đã phối hợp với cảnh sát hình sự công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh truy bắt. Ngày mùng 7 tháng 3, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sát công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đội cảnh sát giao thông bàn cờ vừa phối hợp công an quận 10 bắt giữ hai thanh niên cướp giật điện thoại. Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, Đại úy Nguyễn Trần Chu Luân và Đại úy Nguyễn Tấn Tài, cán bộ đội cảnh sát giao thông bằng cờ phát hiện hai thanh niên lái xe máy tốc độ cao qua giao lộ sư vạn hạnh. 3 tháng 2, quận 10, thấy một cô gái phía sau hô hoáng bị cướp điện thoại, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã truy đuổi. Đến trước số nhà 548 đường Sư Vạn Hạnh, Đại úy Trương Quốc Phong thuộc đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10 đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông chặn được xe, bắt giữ hai nghi phạm. Tại cơ quan công an, hai thanh niên được xác định là Bùi Văn Lộc, 17 tuổi, ngụ quận Tân Phú và một người tên Anh, chưa rõ lai lịch. Do khu vực xảy ra vụ cướp giật ở phường 4 quận 10 nên vụ việc đã được bàn giao cho công an sở tại điều tra. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.